Rồi, Minh Khang đang ăn gì vậy? Con không biết à? Đây là quả xoài. Quả xoài. Quả xoài. Mẹ cắt cho con thành khúc rồi, bây giờ con ăn đi. Con lấy tay con cầm từng múi một ăn ăn. Như thế một là cái miệng con sẽ bẩn. Bây giờ con chỉ việc cầm cái tay con. Bẩn tay thì mình rửa. À thế thì con ăn đi, con ăn bữa xem nào. Chua lắm à? Chua. Bố tưởng ngọt chứ. Nào Minh Ngọc ăn cho bố xem nào. Ngon không con? Minh ăn. Minh ăn ăn ngon không? Không chua. Ăn chua à? Ui Minh ăn ăn kìa. Thì các bạn ơi, thì mình lấy chua lắm. Minh ăn ăn chua. Chua. Có mình sẽ đọc tên táo nhé. À thế Minh Ngọc hôm nay đến lớp còn có học tiếng Anh không? Có à? Thế cô giáo dạy con những cái từ gì nhỉ? Là Là gì? xong bóng đêm, xong xong nhà tắm, Nhà tắm gọi là gì? sâu, dâu, không phải cái này là sâu. À, thế phòng ngủ gọi là gì? Là gì? Là gì? Cái gì? Sâu. Dài rồi. Dâu. Dâu không phải. Cứ Thế là mình học quên bài rồi. Thế Minh Khang hôm nay đi học là cô giáo dạy con cái gì nhỉ? không, cô bật tivi con xem là đau mắt đó. À thế là xem là đau mắt đúng không? À thế Minh Khang không xem tivi đúng không? Bảo đâu các bạn mình nói bây giờ ông chồng cây đá xuống đất bé đổ nước xuống và gà trống nói cây lớn bao cây lớn bao đây là bài của em đấy và chú bướm lại nói cây lớn bao và cả gia đình cùng nói cây lớn bao và cây lớn nhanh và cây đổ mặt quả táo vào lòng em bé đấy. Đấy là câu chuyện gì vậy? Cây táo ạ. À, đấy là cây táo à. Câu chuyện cây táo. Thế còn Bin thì sao? Cây táo là của con. À, thế là lớp con cô giáo cũng kể cây táo à? À. Thế là ngoài cây táo ra thì có Bin được học cái gì nữa? Không học cái gì cả. Ủa, không học cái gì cả. Cô thì tao không xem tivi, đặt bát con cũng không xem đâu. À, thế à. Cô có cho con chơi đồ chơi không? Có. Có à, thế con xếp được hình gì không? Súng bắn. Ồ thế à, thế Minh Khang thích súng bắn à? À bố ơi, À, bố, dạ. con xếp nấu ăn và bác sĩ thôi ạ. À, thế là con xếp đồ nấu ăn đúng không? Vâng. Ồ, Minh Khang có thấy chua không? Tốt. Ui, chua quá nhỉ. À, ơi, cơm mình ăn hết rồi đây này. thế à, Minh Ngọc bye bye đi. Bye bye.